Đầu video xin chào các chú, các anh và các bạn. Hôm nay em lên một số ít đồ nghề. Mọi người xem có món hàng nào sử dụng trong công việc và trong cuộc sống thì chốt nha. Em đi mẻ số 1. Mẻ số 1 là một con kìm lobster. Con này của Nhật nha mọi người, cái hiệu Nhật đây. Cái ánh ký nó còn ok, ốc ác còn nguyên luôn. Thông số nó là 125 2.0 5.5 8.0. Con này là của Lotter nha mọi người. Thông số nó đây, mọi người xem kỹ nha. Rồi mã số 1. Mã số 170k. Đi mã số 2. Mã số 2 cũng là một kìm lobster. Kìm bấm cốt nha. Cái này 5.5 8 14. Cái này cũng lobster luôn. Kén kiết ốc ít. Đại ốc là còn nguyên nha. Người xem thông số nó nha. Này của Lotter. Rồi mã số 2. Mã số 2 180k. Rồi đi mã số 3, một cái bơm mở của Nhật nha mọi người. Có đầu luôn. Đây dây xích. Rồi mã số 3. 200k. Cái bơm mở của Nhật. Đi mã số 4. Mã số 4 là một cặp mở lết. Chiều dài là 20-25cm nha mọi người. Con ngắn là của Sankey, chiều dài 20cm. Con dài là của Lotter, chiều dài là 25cm. Răng miệng khít nha. Rơ tương đối là ít luôn. Xài rất là tốt. Cái này vậy, rơ tương đối là ít luôn. Rồi mã số 4. Mã số 4. Hai trăm k, một cặp mallet. Cái này cũng nhập luôn nha mọi người. Mã số 5. Mã số 5 là một con mallet. Đây hiệu của Hit nha mọi người. Răng miệng khít, độ rơ ít. Rơ tương đối ít luôn nha mọi người. Mở ra mở ra vô là ok rồi. Em test rồi nha mọi người. Này chỗ này hơi chóc sơn tí. Rồi mã số 5. 220k. Chiều dài của nó là 375 mm nha mọi người. Này là mỏ lết lớn. Đi mã số 6. Mã số 6 là một cặp dao.
Con dao dài á, là con dao này sắc thịt rất là bén người. Con này mà rồi. Con này của Yutaka. Này của Nhật luôn. Đo chiều dài cho mọi người xem nha. Này chiều dài là 32 cm. Còn cái lưỡi nó là 20 nha mọi người. Đầu lưỡi của nó là 20. Đó. Dao nhìn rất là đẹp luôn. Rồi con dao gọt trái cây. Con này thì cũng còn mới nha. Này còn mới. Này là của thép chống reset hả? Nó có vỏ bọc luôn nha mọi người. Rồi mã số 6. Mã số 6 200k một cặp dao. Mã số 7. Mã số 7 là một con dao chặt xương của Nhật. Này kén mọi người thì về đỏ nha. Này mọi người về có thể dùng dùng cán gỗ hoặc là cán inox đổ vô là xài ok thôi. Đó, chữ Nhật đây luôn. Con này rất là dày luôn nha mọi người. Đó. Dày. Này chiều dài của nó. Chiều dài của cái lưỡi á là 13. Đường kính rộng của nó là chỗ đây là 5 cm. Đầu nó là 6 cm nha mọi người. Chiều dài tổng thể 25, chưa có kén nha. Kén tùy mọi người rép nha. Rồi mã số 7 250k. Mã số 8. Mã số 8 cũng là một con dao chặt xương của Nhật. Có chữ đó nha mọi người. Con này nó mẻ trên đầu ra một chút xíu. Đó, mọi người thấy mẻ một chút xíu không? Này mẻ về mà lại thôi. Con này cũng không có kén. Này cái lưỡi của nó chiều dài của cái lưỡi là 13,5, chiều rộng là 10, cái đầu đây là 7, gần 7,5, ở dưới đây là 7 nha, 7 cm, rất là dày luôn nha mọi người. Nên dao này rất là nặng. Mã số 8 270k. Nên mã số 9. Mã số 9 là của một con dao của Nhật. Con này có chữ của Nhật đây. Dao này là giống như đi rừng rồi phát cây rồi. Ở dưới đó là 4 cm. Trên đây là 5 cm, độ dài của cái lưỡi á là gần 19 nha, gần 19 cm. Này cũng có kén, mọi người đồ kén nha. Rất dài luôn nha mọi người. Rồi mã số 9. 250k. Đi mã số 10. Mã số 10 là một con cưa gỗ kiểu Tajime nha mọi người. Tajime người xem lưỡi của nó còn xài rất là ok. Trên đây thì nó hơi bị rần một tí thôi nhưng mà xài vẫn được. Kén thì còn vẫn còn đẹp nha. Chiều dài của cái lưỡi, cái lưỡi là dài 21 nha, còn chiều dài tổng thể, chiều dài tổng thể
là 24 là 44 cm. Rồi mã số 10. Một cây cưa gỗ hiệu Tajima 200k. Đi mã số 11. Mã số 11 là một cái này dùng để ép ép tỏi với ớt đồ. Nó có răng vào đây nha. Khi nào mà bỏ tỏi, ớt, hành rồi vô đây ép lại là xong. Rồi mã số 11, 150k. Đi mã số 12. Mã số 12 là một cái kéo. Kiểu này nó có chữ Nhật ở đây nhưng mà do chùi sơ qua nó mất mất da mất chữ rồi. Kéo xài vẫn ok nha. Chiều dài cái này. Chiều dài cái này là 21 cm. Mã số 12 120k. Đi mã số 13. Đây là một cái kìm mà cái kìm gì đây, cái dòng chữ gì đây, ABS gì đây, thì đây cái mũi nó màu mũi nó bằng nha, nó bóp vậy là nó cong ra, thì đây hồi giờ mới thấy nha. Rồi mã số 13, 150k. À, quên đo độ dài cái này á. Cái này độ dài của nó là 19,5. Rồi mã số 13, 150k. Đi mã số 14. Mã số 14 là con kéo cắt may đai bằng đồng nha. Có chữ Nhật đây luôn. Cái này chiều dài của nó, chiều dài của nó là 25. Rồi mã số 14, 120k. Đi mã số 15. Mã số 15 là một cây kéo bấm cành. Này là cái gì, Kabushi đây. Này cũng mới nên cũng không cần giới thiệu nhiều. Mã số 15, 170k. Đi mã số 16. Cũng là một kéo tỉa cành nha. Cái này cái dòng chữ là cái này kéo chống reset nha mọi người, lưỡi còn ok luôn. Rồi mã số 16, 120k. Đi mã số 17 là một cái búa nhỏ nha mọi người, búa đầu nhọn là nhỏ, chiều dài của nó là 30 cm. Búa đầu nhỏ. Búa này còn ngon nha, chưa sử dụng. Mã số 17, 70k. Đi mã số 18. Búa này là búa chung. Cũng là một đầu nhỏ, một đầu bằng. Đó, búa này cũng còn chưa sử dụng luôn, nhìn còn rất là đẹp luôn. Mã số 18, 80k. Chiều dài của cây này là gần 30. Đi mã số 19. Mã số 19 là một cái kìm
một cái kéo cộng lực. Đây bấm phi 6 nha mọi người, bấm phi 6. Chiều dài của nó cây này là 35 cm. Cái này là MCC kép 6 da ban. Ở giữa nó có một lỗ nhỏ nha mọi người, nhưng mà bấm vẫn là rất là tốt luôn. Rồi mã số 19 250k, ni mã số 20 cũng là một cây kìm cộng lực. Đây cũng MCC, chiều dài là 600 mm, miệng khít nha. Cái này bấm ra ok rồi, răng miệng còn ok này. Cái này kéo lại lớn, cái này bấm kép 10 nha mọi người, MCC kép 10 Japan. Đó, kén kít tay cầm được còn ok luôn nha. Rồi mã số 20 450k, em đi mã số 21 5 cây chục vít nha mọi người, 2 cây dịp, 3 cây ba kia. Vít kén là còn ok luôn. Sẽ cho mọi người xin đầu mũi nha. Rồi mã số 21 200k, em đi mã số 22 ba cái kìm điện, kìm mũi nhọn, kìm cắt, kìm ngồi. Những kìm ngồi là dài, chiều dài của nó là 21, kìm cắt là 16, kìm mũi nhọn cũng 16 luôn. Ba cái kìm nha mọi người, ba kìm này dùng trong gia đình thì ok luôn, trong công việc cũng được. Rồi mã số 22 22 200k, đi mã số 23 23 là ba kìm kém một vàng nha, một kìm mũi nhọn. Chiều dài của nó là 15, kìm cắt là 16, kìm điện là 19, ba kìm nha mọi người. Mã số 23 200k, đi mã số 24 24 3 kìm, một kìm cắt, kìm mũi nhọn với kìm điện nha, kìm ngồi chứ. Đó, kìm mũi nhọn. Này là 10 gần 17, kìm cắt là 16,5 nè, kìm ngồi là 21. Mỗi miếng là còn ok nha. Ba cái kìm mà điện. Rồi mã số 24 200k, mã số 25 này em, em lên chỉ có 25 mẻ thôi nha, để bữa sau lên tiếp nha. Đèn mấy kia đèn mã số 25 là mã số cuối cùng. Mã số cuối cùng là cây đây là kéo bấm cành này.
phần này mở cho C giờ ba này này kia trong đi xét nha, này là so ấy rồi còn ok luôn. Hôm nay chiều dài của nó và cái này cũng 21. Rồi mã số 25 150k. Rồi cuối video em xin nói cái vài lời ngắn gọn nha. Phí ship đồng giá là 30k. Mọi người nên gọi qua và nhắn tin qua số điện thoại hoặc qua Zalo. Do bữa giờ bị viêm họng nên cũng không lên clip được. Mọi người thông cảm nha. Giờ cuối video em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và đóng góp ý kiến cho kênh của em. Em xin dừng clip tại đây.